Xin chào các bạn. Con chào các bạn đi, các con chào các bạn đi. Xin chào các bạn nhá. Hôm nay bố của bé sẽ giới thiệu cho các bạn một cái video làm về một cái con vật bằng lá cây nhá. Thì các bạn hãy xem bố bé cùng với các bạn nhỏ làm một con vật nhá. Nào bắt đầu nhá. Đây là cái lá mít đấy các bạn nhé. Đây là cái lá mít các bạn nhé. Mà mình vừa mới gặt ở trên cây nhé. Đây là cái lá mít nhé. Lá mít. Đây là cái lá mít nha các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái làm một cái con vật. Đây nha. Bố bé sẽ làm một cái con vật để cho các bạn chơi nha. Đấy. Đây là mình vừa mới cắt thành hai cái đường rồi nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ cuộn lại trong cái dây buộc vào. Đấy, dây buộc vào nhé. Đấy. Đấy. Xong rồi cái dây này mình buộc vào trên nhá. Cái dây này buộc vào trên này. Buộc vào cái trên này này con này. Đấy. Xỏ lại vào trong. Xỏ này vào trong này. Xỏ này vào trong nhé. Đấy. Đấy. Con gì đây con? Con gì là có hai cái sừng? Con trâu. Đấy. Thế là tôi bố của bé vừa mới làm xong một con trâu cho các bạn chơi nhá. Đây con trâu này. Ý con trâu đấy. Con trâu hai cái sừng đấy. Nó cử động đấy. Thấy chưa? Đây, xong một con trâu nhá, để đây nhá. Rồi làm một con trâu nữa nhá. Đấy, cũng như kéo hết một con trâu đấy. Con trâu. Làm một con trâu nữa nhá. Có. Đây, làm con voi nhá. Ông thấy con trâu này hay không? Đấy. Hồi bé là bố hay chơi con trâu rồi đấy. Đây bố phải nha. Đấy. Bây giờ bổ cái vật trên này. Nhị kìa nào. Xỏ lại quá nha. Hả? Phú ơi. Phú như con trâu này. Trâu này. Đây. Con này
hai con giống nhau mà. Đây bố buộc, đây bố buộc lại cái dây cho Phú nhé. Dây dài quá. Bố đã cho Phú cái nhựa đấy, nhựa cây đấy. Rồi như vậy đã xong xong được còn nha. Đấy như vậy đó. Rồi để bố quay hai con đây, đây là hai con trâu nhá, hai con trâu xong nhá. Như vậy là mình đã làm xong cái video mà đây gọi là chế tạo hai con trâu từ lá cây nhá, lá mít nha các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhá. Các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người biết nhá. Ok, tạm biệt các bạn.